Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp nha. Bên mình thì hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nè và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Anh em là có nhu cầu trả góp thì mình cần giấy phép lái xe và căn cứ công dân. Nếu không có căn cứ công dân thì mình vừa vui lòng có chứng minh nhân dân nè, mới hỗ trợ được trả góp nha mọi người. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0608 748, số thứ ba là 058 53 5060. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành là 3 tháng 1 đổi 1 đối với hàng chính hãng và 1 tháng 1 đổi 1 đối với hàng xách tay. Những máy nào bảo hành thấp hơn thì mình sẽ báo rõ trên video luôn nha. Anh em nào ở xa muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship. Bên mình thì ship hàng sẽ cho được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Phụ kiện là cáp sạc, một số máy có hỗ trợ tai nghe, một số máy không hỗ trợ tai nghe nha. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ inbox bên trang fanpage hoặc là Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt hàng nha. Đầu tiên là cây Xiaomi Mi 12X8128 nha. Máy thì ngoại hình đẹp keng 99. Mi 12X thì giá bán là 8 triệu 7 nha. Con máy còn rất là đẹp, không trầy xước luôn nha. Con này đã có tiếng Việt đầy đủ cho mọi người rồi nha. Mi 12X, máy rất là đẹp nha. Khung bóc, bóc nó chỉ có cái hộp thôi. Xiaomi Redmi K30 5G, RAM 6GB 64, máy đẹp 98 nha. Con này thì giá bán là 3.550.000. Con này có hỗ trợ 5G và chạy chip Snapdragon là 765 nha. Màn hình thì nó 120Hz, rất là mượt. Máy thì còn rất là đẹp nha. K30 5G 3.550.000 full box nha. Xiaomi Redmi K40 8128, máy thì tổng thể đẹp 98 nha. Bản RAM tới 8GB, con này chạy chip Snapdragon là 870, giá bán là 6.350.000 nha. K40 RAM 8GB, màn hình OLED nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, máy thì ngoại hình 97 nha, hơi trầy. Giá bán là 9 triệu nha, Z Flip 3 5G. Hôm nay giảm giá còn 9 triệu thôi. Máy thì hơi trầy nha. Những cái máy hơi trầy thì anh em vui lòng mà xem hình ảnh chi tiết máy trước khi chốt hàng nha, để cho đỡ mất công. Anh em nào cần xem rõ hơn thì mình cứ inbox Zalo hoặc fanpage, mình sẽ gửi chi tiết cho mọi người tham khảo nha. Con này là con Realme GT Neo 2T 5.4 triệu nha. Máy đẹp 99, GT Neo 2T, RAM 8128. Con này chạy chip Dimensity 1200, rất là mạnh. Máy full box đầy đủ sạc zin nha. GT Neo 2T. Samsung Galaxy S21 FE 5G, con này RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB, bao hành tới tháng 1 2023. Máy thì tổng thể còn đẹp keng nha. Máy mới bây giờ thì nó không có tặng cục củ sạc nữa nha mọi người. Bên mình thì mình vẫn hỗ trợ cho mọi người sạc nha. Giá bán là 8.650.000. S21 FE 5G. Vivo Y55 5G, RAM 6128. Giá bán là 4.150.000 nha. Con này thì rất là hiếm luôn, không có trên thị trường luôn nha. Con này chạy chip Dimensity 700U nha. Máy thì như máy mới. Vivo Y55 5G. Xiaomi Redmi Note 11S nha, RAM 8128, máy đẹp 99, 4 triệu 4 nha, 4 triệu 4. Note 11S RAM 8, máy thì vuông bóc 4 triệu 4. Poco F3 6128 nha. Giá bán là 6 triệu 3, mình có máy trần là 6.150.000 nha. Poco F3. F3 là hàng chính hãng nha, cấu hình khá là khỏe luôn, chạy chip Snap 870. Vinmark Aris nha, RAM 6GB 64, máy đẹp 99. Giá bán là 3.4 triệu. Aris nha, 3.4 triệu, máy đẹp 99, full box nha. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha, RAM 6GB 64,
3.550.000 nha. RAM 6 bao nhiêu? 64, 3.550.000 thôi. Con này thì RAM 6 128 3.6 nha. RAM 6 bao nhiêu? 64 là 3.5 triệu, RAM 6 128 là 3.6 triệu. Redmi Note 9 Pro nha. Note 9 Pro thì nó sẽ khác, Note 9S là camera nó là 64 chấm nha. Note 9S thì chỉ 48 chấm thôi. Xiaomi Redmi Note 9 RAM 4 128 nha. Giá bán của bên mình là 2.950.000, máy đẹp nha. Note Redmi Note 9 4128 máy đẹp. Cái này máy hơi trầy xíu nha, giá bán là 2.800.000 nha. Redmi Note 9. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Máy đẹp 99 nha. Hàng chính hãng, bảo hành dài. 5.6 nha, Note 11 Pro 5G. Hàng chính hãng, 5.6. Xiaomi Redmi Note 10S 8128 máy đẹp 99 nha, còn rất là keng luôn. 3.750.000, Note 11S. RAM là 8GB. 3.750.000 nha mọi người, Note 11S nha. Máy còn rất là đẹp. Xiaomi Redmi Note 10 5G nha. RAM 8 128 3.6 triệu nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB 3.6 triệu. Mình có RAM 4 128 nha, 3.2 triệu. Redmi Note 10 5G nha. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4 128 là 3.2 triệu, RAM 6 128 là 3.550.000 nha. Còn RAM 4 64 giá bán là 3.1 triệu. Xiaomi Redmi Note Redmi 10 RAM 6 128 máy đẹp 98 nha. Con này thì camera 50 chấm, màn hình độ phân giải Full HD, máy đẹp keng, 3.2 triệu. Mình có RAM 4GB nha, RAM 4GB là 3 triệu. Redmi Note Redmi 10 nha. Redmi 10 thì pin khá là khỏe nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8256 nha. Cây này thì máy còn rất là đẹp nha. Giá bán là 6.3 triệu thôi. Mi 11T 8256 nha. Xiaomi Redmi Note 11S 8128 nha. 4.2 triệu. 4.2 triệu. Poco X3 nha. Con này 6128 máy đẹp 98 nha. Con này giá bán của bên mình là 3.4 triệu. 3.4 triệu, máy còn rất là đẹp nha. Poco X3. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 64. Giá bán của bên mình là 1.950.000 nha. Redmi 9 RAM 3 bộ nhớ trong là 64GB. RAM 4 128 nha, giá bán là 2.2 triệu, máy đẹp nha, máy còn rất là đẹp luôn. Redmi 9. Redmi 9C nha, Redmi 9C. Máy còn keng luôn nha mọi người, còn rất là keng luôn. Redmi 9A nha, RAM 4 64, 1.8 triệu nha. 4 64. Redmi Note 9S RAM 6 128, máy còn rất là keng luôn, 3.2 triệu. Note 9S nha, 6 128. Con này Note 9S luôn, 6128 máy đẹp keng, 3.2 triệu nha. Có hai màu. Poco F3 RAM 8256 nha. Máy đẹp 99, 6.4 triệu. F3. Redmi K40 8128 nha, 6.250.000 K40. RAM 8128 nha mọi người, RAM 8128 6.250.000 K40 nha. Poco F3 đây, 6128 6.150.000 nha. Xiaomi Redmi K40 Pro RAM 8256 nha, chưa có tiếng Việt, 6.750.000 thôi. K40 Pro bản RAM 8256 nha, và chạy chip Snapdragon là 888. Poco X3 Pro RAM 8256 máy đẹp keng,
4 triệu 7 nha, X3RO. X3RO thì chạy chip Snapdragon là 860 nha, con chip khá là mạnh luôn. Đây, 4 triệu 7. RAM 8 256, máy còn rất là keng luôn nha. Đây. Máy rất là đẹp. Poco X3. Mình có bản RAM 6128, máy chạy nhẹ nha. 6128, máy thì tổng thể tầm 98 nha, giá bán là 4.150.000. Poco X3. Mình có full box 6128, giá bán của bên mình là 4.350.000 nha. 4.350.000 full box. Xiaomi Redmi Note 10 Pro màu đồng, máy đẹp keng nha, màu này rất là đẹp luôn. 4.400.000 Note 10 Pro. RAM 8 bộ nhớ trong là 128 GB nha. Redmi Note 11 Pro 8128, máy đẹp 99. Hôm nay mình giảm giá con này nha. 5.200.000. Xiaomi Mi 10 8128, máy đẹp 98 nha, 6 triệu. Mi 10 nha, chỉ có giá 6 triệu thôi. Xiaomi Redmi Note 11S 8128, máy 99, 4.200.000. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, RAM 8128, máy đẹp 99 nha. Giá bán là 5.200.000. Mi 11 Lite 5G ne. Con này là Mi 11 Lite 4G 8128, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình cây này là 4.400.000. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6128, 3.500.000 nha. Mình có hai màu, Note 11 thì mình có hai màu xanh và màu đen nha, xanh và đen. Có đủ phiên bản RAM luôn nha, 4 cũng như trong 64, 3.1 triệu, 4128, 3.2 triệu và 6128 là 3.500.000 nha. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 4 cũng như trong 64, máy đẹp 99 nha. Con này sách tay chưa có tiếng Việt. Máy thì còn rất là keng, giá bán của bên mình là 2.050.000. Redmi 9 nha, RAM 4 cũng như trong 64, chưa có tiếng Việt nha. 2.050.000, máy đẹp 99. Xiaomi Mi 11T nha, con này thì máy đẹp 98 thôi. RAM 8128, giá bán là 6 triệu nha, Mi 11T. 8128 nha, đây. Máy đẹp 98 là chỉ có 6 triệu thôi, Mi 11T nha. Con này thì hơi trầy gì nha, giá bán của mình là 5.900.000 nha, Mi 11T, trầy nhẹ thôi, 5.900.000. Mi 11T nha. Mi 11T 8128, máy keng như mới luôn. 6.200.000 nha. Máy đẹp keng. Xiaomi Redmi Note 10 nha, RAM 4 GB 64, máy đẹp 98, 3.000.000 nha. Note 10 4128, 3.000.000. Con này là con Redmi 5A RAM 2GB, giá bán là 550.000 nha, giá chữa trái nha, Redmi 5A. Xiaomi Mi 11 Lite 4G 4.400.000 nha. Mình có cái này máy new, máy mới chưa sử dụng nha, giá bán là 4.600.000 thôi, 4.600.000 thôi nha. Mi 11 Lite 4G, máy đẹp là 4.400.000. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G nha, RAM 6128, máy đẹp 98, 3.850.000 nha. Note 9 Pro 5G, con này chạy chip Snapdragon là 750 5G. Xiaomi Mi 10T Pro 5G, RAM 8256, máy đẹp 99 nha. Giá bán của bên mình cây này là 6.100.000 nha, 6.100.000. Máy đẹp keng 99. Xiaomi Note 9 Pro 5G, máy đẹp nha, 3.900.000.
Mi 10 T Pro 5G, RAM 8 256, cây này hơi trầy nhẹ nha. Giá bán là 5 triệu 8, Mi 10 T Pro 5G. Máy đẹp 6 triệu 1 nha, máy đẹp là 6 triệu 1. Note 9S nha, 3 triệu 7, 50. Xiaomi Redmi Note 8 Pro RAM 6 bộ nhớ 64 2 triệu 650 nghìn nha, Note 8 Pro. Note 9S nha mọi người, 3 triệu 2, máy đẹp. Xiaomi Redmi K40 Gaming nha, RAM 12 bộ nhớ trong là 128, giá bán là 6 triệu 2. K40 Gaming nha, 6 triệu 2. RAM 12GB nha. Realme C21i RAM 4 64 nha. Con này thì C21i 2 triệu 450 nghìn nha. Realme C21i. Realme C21i luôn, RAM 4 64 2 triệu 450 nghìn nha. Realme C15 con này pin 6.000 nha, 2 triệu 2, máy 98. Realme 8 Pro nha, máy đẹp 99, giá bán là 4 triệu 4, Realme 8 Pro, hôm nay giảm giá còn 4 triệu 4 nha. 8 Pro đây, máy đẹp nha, 4 triệu 4 thôi. Realme 8, máy đẹp nha, giá bán là 3 triệu 850 nghìn, Realme 8 nha, 3 triệu 850 nghìn thôi. Realme 8 thì mình có hai màu, màu đen và màu bạc nha. Realme 8 máy rất là đẹp luôn, 3 triệu 850 nghìn. Con này là con Realme C21i RAM 3 2 triệu nha, con này nứt kính camera sau 2 triệu thôi. Realme C21i RAM 4 64 luôn, 2 triệu 450 nghìn nha. C21i RAM 3GB 2 triệu 250 nghìn. C21i nha. Con này là Realme 7i RAM 8 128 máy 98 nha. Giá bán là 2 triệu 950 nghìn, Realme 7i. Máy 98, 2 triệu 950 nghìn nha. Còn máy đẹp đây, Realme 7i máy đẹp 3 triệu 250 nghìn nha, Realme 7i. Vivo Y51 nha, con này thì mặt lưng nó có dáng, máy còn đẹp keng nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 350 nghìn, Vivo Y51 nha. Con này mình xả mấy cái dòng này, 3 triệu 350 nghìn thôi. Y51 nha, máy còn rất là đẹp, RAM tới 8GB. Vivo Y21S RAM 4 64 2 triệu 550, Y21 rồi nha, 2 triệu 550 nghìn, Vivo Y21. Vivo V21 5G 4 triệu 3 nha, máy đẹp. V21 5G nha, giảm giá 100 còn 4 triệu 2, V21 5G. Vivo Y50 RAM 8GB, máy đẹp luôn nha, 3 triệu 2 thôi, Y50 3 triệu 2. Vivo Y53S nha, RAM 8 128, máy còn rất là đẹp nha, máy còn rất là đẹp. Giá bán của bên mình là 3 triệu 650 nghìn, Y53S. Y53S đây, máy đẹp keng nha, 3 triệu 650 nghìn thôi. Giá này là giá xả luôn rồi nha mọi người. Y53S nha, cây này hơi trầy, 3 triệu rưỡi, Y53S. Vivo Y53S đây, 3 triệu rưỡi nha, máy hơi trầy là 3 triệu rưỡi, máy đẹp là 3650. Vivo Y72 nha, 3 triệu 550 nghìn luôn, Vivo Y72. 3 triệu 550 nghìn, máy hơi trầy nha. Những cái máy này rất dễ trầy, 3550 nha mọi người. Vivo Y21 2 triệu 6, máy đẹp nha, Y21. Vivo V20, máy đẹp keng, 3750. V20 nha, máy còn rất là đẹp keng, rất là đẹp nha, 3750.
Realme 8 nha, con này thì nó nứt kính đây, nứt này, nứt kính thì mình không bảo hành nha, màn nha mọi người. Nói chung là màn con này còn rất là đẹp, anh em nào mà mua về ép kính thì ok nha, tại mình không có sửa chữa máy nên bán rẻ cho mọi người luôn. Realme 8 nha, giá bán của bên mình là 2 triệu 3, anh em về ép kính chừng 200 đến 300 nghìn thôi, 2 triệu 3 nha. Con này là con su phay đua, su phay đua, con này nứt cái lưng nha, nứt lưng với nứt kính xíu nữa, giá trải nghiệm cho mọi người thôi. Đây su phay đua hai màn hình luôn, con này bán thì mình bao test cho anh em 3 ngày thôi nha, không có tiếng Việt nha. Su phay đua hôm nay máy mới thì rất là mắc luôn, bên mình bán với giá là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi su phay đua nha. Vivo i21s RAM 6 128 máy đẹp nha, 3 triệu 2. Con này bên mình bán với giá 3 triệu thôi, RAM 6 128 là 3 triệu, RAM 4 128 là 2 triệu 8 nha. i21s Vivo i30 nha, giá bán của bên mình là 2 triệu 8 i30. Vivo V15 RAM 6 128 nha, 2 triệu 6, máy thì còn tương đối đẹp nha, V15 2 triệu 6. i15s 2 triệu 2 nha, Vivo i15s 2 triệu 2, máy đẹp nha. Con này là Vivo V23e, giá bán là 4 triệu 2, máy đẹp luôn. i21s RAM 6 GB đây, keng 3 triệu. Vivo i33 nha, RAM 8 128, máy đẹp 99, 3650, mình có màu vàng chanh và đen nha, i33. Vivo V20 SE nha, máy này hơi trầy, 2.950.000 nha, 2 triệu 9 thôi. V20 SE nha, 2 triệu 9, máy đẹp 3 triệu 2. Đây, máy đẹp 3 triệu 2 V20 SE nha. Con này là i30 2650, máy đẹp, máy trầy nhẹ nha, 2650 i30. Cái này là cây Vivo V15 nha, cái này hơi trầy, RAM 6 GB, V15 này hơi trầy, đây hơi trầy màn nữa nha, trầy lưng. Cái này thì giá của bên mình là 1 triệu 9, 1.850.000 thôi, V15. Con này là con Samsung A02, Samsung A02 nha, máy còn tương đối đẹp, giá bán là 1 triệu 9 nha, A02. Này là Vivo U10 nha, U10 cái máy cũng hơi trầy, hơi xấu xíu, giá bán của bên mình là 1 triệu 8, U10 8 nha. Samsung A22 máy đẹp nha, A22 3.450.000. iPhone 11 lock 6 triệu nha, máy nguyên zin, lock này sim đã bị khóa nha, 6 triệu thôi. Xiaomi Mi 11 nha, RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, cái này máy hơi trầy nhẹ nha, 8 triệu Mi 11 8 triệu nha, RAM 8 256. Samsung M33 5G 6128 5 triệu. Samsung S20 FE nha, RAM 6128 bản 2 SIM quốc tế 5 triệu 950 nghìn. Samsung S21 Ultra 5G, giá bán của bên mình là máy hơi trầy như thế này, 13 triệu 2 nha, 13 triệu 2 S21 Ultra. Sony Xperia 5 nha, giá bán là 3 triệu rưỡi, Sony Xperia 5. Oppo Reno 6Z 5G nha, máy hơi trầy, 4 triệu 250 nghìn, 6Z 5G. Máy đẹp keng là 4 triệu rưỡi nha, Reno 6Z 5G đẹp keng là 6 triệu rưỡi nha.
Con này là iPad E4 nha, Wi-Fi 64GB, máy đẹp 98 nha. E4. 64GB Wi-Fi nha. Giá bán của bên mình là 10 triệu. Con này thì còn bảo hành tới tháng 4 2023 nha. E4, máy đẹp keng. Màu này giống như là màu xanh này nha mọi người. 10 triệu nha. Samsung Galaxy S20 LED. Máy đẹp nha, giá bán của bên mình là 6 triệu rưỡi, S20 LED 5G. Samsung Galaxy Note 10 5G, RAM 12GB, 5 triệu 150 nghìn. iPhone 11 Pro nha, con này thay pin 100%, máy thì đẹp keng. Giá bán của bên mình là 9 triệu 350 nghìn nha, 11 Pro. Thay pin, thông báo pin nha, đã fix hết rồi. iPhone 13 Pro Max. Giá bán là 23 triệu nha, 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max này thì báo là đã thay màn chính hãng rồi nha. Màn hình linh kiện chính hãng 23 triệu. Oppo Reno 7 5G nha, máy đẹp keng. Bảo hành dài chính hãng nha, Reno 7 5G, 7 triệu rưỡi. S20 LED 5G đây. Màu xanh ngọc, máy đẹp keng. Samsung A53 5G nha, máy đẹp. A53 5G. RAM 8 128 nha, máy còn rất là đẹp. Giá bán của bên mình là 5 triệu 950 nghìn. A53 5G. Oppo Reno 6 5G nha, đẹp keng. Giá bán là 6 triệu 2, Reno 6 5G màu bạc. Vivo Y55 nha, 8128, 4 triệu 250 nghìn, Y55, máy đẹp nha, con này camera rất là hầm hố. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8, bộ nhớ 128 nha, 5 triệu 2, Note 11 Pro. Con này là con Poco F3, RAM 6 128 màu trắng, máy keng 99 nha, F3. Giá bán của bên mình là 6 triệu 150 nghìn, F3 nha. Con này là con Poco M4 Pro, RAM là 6 128, máy đẹp 99 nha, 3 triệu 7, M4 Pro. Con này là con LG V-Vec 2 SIM, 6 128, máy đẹp 98 nha, 4 triệu 2, LG V-Vec. A53 5G RAM 8, con này phiên bản là 256GB, giá bán là 6 triệu 150 nghìn nha. A73 5G 8128 máy 97, con này máy 97 nha, hơi trời, 6 triệu 850 nghìn, A73 5G nha. Xiaomi Redmi Note 10S 6128 3 triệu 550 nghìn, 3 triệu 550 nghìn nha, 6128. S21 FE 5G, con này 8128, màn hình nó hơi trầy nha. Màn hình hơi trầy. Con này thì đã dán màn hình luôn rồi nha, màn hình nó hơi trầy, 8128. Chỉ với giá là 7 triệu 2, S21 FE. Oppo Reno 6Z 5G nha, máy đẹp 99, 4 triệu rưỡi. Còn máy hơi trầy, giá bán là 4 triệu 250 nghìn nha, Reno 6Z 5G. Oppo Reno 7Z 5G nha, 6 triệu rưỡi, máy đẹp 99 nha, 7Z 5G. Samsung A53 5G, sườn nó hơi trầy nha, hơi cắn này, chỉ với giá là 5 triệu nha, A53 5G. Samsung A52 8256, giá bán là 5 triệu, A52 nha, phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 256GB. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, 5 triệu 2. Nokia 2.3 1 triệu 450 nghìn nha, Nokia 2.3. Máy ngoại hình còn khá đẹp nha, 1 triệu 450 nghìn.
iPhone 11. Con này máy lóc nha, máy lóc chưa fit trên quốc tế nha. Giá bán là 6 triệu. iPhone 11 máy lóc nha. 64 GB, con này xách tay Mỹ. Mình chưa có fit lên quốc tế nha. Anh em nào mà tìm hiểu rõ về lóc thì mua, máy thì nguyên zin. Samsung S21 Ultra 5G, máy đẹp nha. Tầm 97-98%. Giá bán của bên mình là 12.850.000 nha. Máy này hơi trầy nhẹ thôi. Hàng chính hãng, hai sim. Samsung Galaxy Note 20, hàng chính hãng, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình là 9.2 triệu, Note 20 nha, đẹp keng. Samsung Galaxy Note 9 này thì hơi trầy, hơi xấu nha. Giá bán là 3.650.000 nha. Samsung Galaxy Note 9 3.650.000. Note 9 nha, con này lên 2 sim rồi. 3.650.000 nha. Vivo Y21, con này hơi trầy, 2550. Máy đẹp keng thì giá là 2650 nha. Y21. Poco X3 nha, con này trầy nhẹ, 3.250.000 nha. Poco X3. Con này màn hình khá là đẹp luôn. Con này nói chung là chạy chip khá là mạnh nha. Poco X3 RAM 6 bên trong 64 GB, 3.250.000. Nokia 2.4, 1.450.000 nha. Bên mình thì hỗ trợ trả góp nha anh em không cần trả trước cũng được, hoặc là trả trước 30% cũng được, tùy mọi người nha. Con này là con Samsung A6 bản hàng màu bạc, giá bán của bên mình là 1.350.000 nha. A6. Con này là con S21 Ultra 5G, máy thì ngoại hình hơi trầy. Ultra 5G hàng chính hãng, 256 GB nha, giá chỉ có 12 triệu rưỡi thôi. Lẻ bán hàng sắp tay luôn. Note 10 5G nha, mình có đủ màu cho mọi người luôn, đỏ, bạc, trắng, xám, hồng. Đầy đủ màu nha. Samsung S20 FE nha. Con này thì bán Hàn Quốc. Bản hàng thì cấu hình khá là mạnh nha. Chạy chip Snapdragon là 865, RAM 6 128, 1 SIM. S20 FE ngoại hình còn khá là đẹp. Giá chỉ có 5 triệu 8 thôi nha. S20 FE 5G bản hàng. Hôm nay mình về được 3 màu nha. 3 màu đây, màu xanh dương, xanh đậm và màu hồng, màu xanh ngọc nha. S20 FE. iPhone 11 Pro Max nha, 64 GB. Con này thì tới 2 sim vật lý nha. Con này bản 2 sim vật lý. 2 sim vật lý, máy thì nguyên zin màu gold. Giá bán của bên mình là 12 triệu 2 nha. 11 Pro Max 64 GB, pin 88 22. Samsung Note 20 5G nha, 7.450.000, máy đẹp nha. Note 20 5G 7.450.000. iPhone 11 Pro nha, con này men zin màng zin, giá bán chỉ có 14 triệu rưỡi nha. 128 GB quốc tế. iPhone 12 Pro 14 triệu rưỡi nha, men zin màng zin. Samsung Note 20 Ultra 5G nha. Note 20 Ultra 5G, máy còn đẹp keng. Giá bán hôm nay của mình là Note 20 Ultra 5G bản hàng, giá bán là 11 triệu rưỡi nha. Note 20 Ultra 5G, máy đẹp keng, 11 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max. Pin 86 nha, con này thì phiên bản tới 256 GB. Giá bán là 13 triệu 7 nha. 11 Pro Max 256 GB, 13 triệu 7, máy đẹp, pin 86. Nokia C20 1.450.000 nha. Nokia C20.
Vinmark Aris nha, RAM 8 128 máy đẹp 99. 3 triệu tư. Mình có RAM 6 là 3 triệu 3 nha, Aris. Aris màu xanh nha, RAM 6 GB máy đẹp 3 triệu 3. Màu xám nha, RAM 6 GB, máy thì còn keng không biết chạy. Vinmark Lite, Vinmark Joy 4, RAM 3 bao nhiêu 64, 2 triệu 150 nghìn. Joy 4 nha, RAM 3 bao nhiêu 64 GB. Cây RAM 3 bao nhiêu 64, máy hơi trầy nha, 2 triệu 150 nghìn, Joy 4. Vinmark Acti 3, RAM 6 bao nhiêu 64, đẹp keng, 2350 nha, màu xanh dương. Đây, máy đẹp nha, 2350. Có màu đen nữa nha, 2350 luôn nha mọi người. Máy còn rất là đẹp, Vinmark Acti 3. Con này thì được cái màn hình OLED, bàn tay thì ở sau lưng. Con này là con Vinmark Lite 4, máy đẹp 99 nha, 2550. Lite 4. Con này Vinmark Star 5, RAM 3 bao nhiêu 64, 1 triệu 850 nghìn. Con này là con Tecno Spark, RAM 2 bao nhiêu 32 nha. 1 triệu 750 nghìn, 1 triệu 750 nghìn Spark. Có con này cũng khá là to, Tecno luôn, Pop 5 Lite, RAM 2 bao nhiêu 32 luôn, 1 triệu 650 nghìn nha. Elri Q92 nha, RAM 6 128, máy đẹp 98. Q92 2 triệu 950 nghìn nha. Con này là con Bphone A60, 3 triệu 2, máy đẹp nha, Bphone A60. Con này là con Realme Narzo 50i nha, RAM 4 GB, 2 triệu 050 nghìn. Con này là con Motorola G-Pad, RAM 3 bao nhiêu 32, pin trâu bò nha, cấu hình cũng khá là khỏe. Giá chỉ có 2250, con này chưa có tiếng Việt nha. Poco F4 GT nha, RAM 8 128, con này cấu hình khá là khỏe nha, chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1. Máy đẹp như mới luôn, giá bán của bên mình là 9 triệu 8 nha. Poco F4 GT. Realme C15, RAM 4 bao nhiêu 64, máy đẹp 98. C15 nha, giá bán là 2 triệu 4 2 triệu 4. 2 triệu 250 nghìn nha, giảm giá thôi. C15. Pin tới 6.000. Samsung A52s 5G nha, con này thì nó hơi trầy. 5 triệu nha, A52s 5G. Con này là con Samsung S20 FE, RAM 8 256, máy 97, 7 triệu 2 nha. S20 FE thì mình có bản quốc tế 2 SIM đây, bản quốc tế 2 SIM nha. 6128, 5 triệu 950 nghìn thôi, S20 FE. Con này là con Vivo Neo 5 Lite 8128 và chạy chip Snap 870. Giá bán của bên mình là 5 triệu 6. Xiaomi Redmi K40S nha, 8128, máy đẹp 99, 6 triệu 4, K40S. Oppo A74 nha, hôm nay bên mình bán với giá là 3 triệu 950 nghìn, Oppo A74. 3 triệu 950 nghìn thôi. Samsung Note 10 Lite 8128, giá bán là 4 triệu nha, nó hơi trầy. Ngoài nó cũng hơi trầy, 4 triệu nha. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne nha. Mình có 3 màu. Đây, có 3 màu nha. Giá bán là 5 triệu 250 nghìn. Mi 11 Lite 5G Ne 5 triệu 250 nghìn. Mình có bản 4G nữa nha. Bản 4G thì mình có màu xanh và màu đen. Giá bán của bên mình là 4 triệu 650 nghìn thôi. 4 triệu 650 nghìn.
Poco X3 6128 ngoại hình 97 nha, 3.350.000 Poco X3. Samsung Galaxy S21 5G. Cái này hơi trầy 8 triệu, cái này đẹp 9 triệu nha, S21. A52 5G, máy đẹp 98 nha, máy chỉ đẹp 97 thôi, 4 triệu 9. A52 máy 97, 4 triệu 8 nha, A52. Samsung A31 nha. Hôm nay mình bán chỉ còn có 3 triệu nha, A31. 3 triệu thôi. Samsung A02s nha, RAM 4 GB 64, 2 triệu 3. Oppo A12 máy 97 nha, 1 triệu 7. Xiaomi Redmi Note 9 nha, con này thì máy đẹp. Giá bán của bên mình là 2 triệu 7 nha, Redmi Note 9, RAM là 4128. Oppo A73 6128 viền nó hơi trầy. 3 triệu nha, 3 triệu. Máy đẹp là 3350 A73 nha. Oppo A74 máy đẹp nha. 3 triệu 950 nghìn A74. 3 triệu 950 nghìn thôi. Oppo A55 4 GB 64 máy đẹp 99 nha. 3 triệu 250 nghìn A55. 3 triệu 250 nghìn nha. Oppo A15s máy đẹp 98, 2 triệu 650 nghìn A15s. Oppo Reno 7Z 5G nha, máy đẹp keng, 6 triệu rưỡi. Reno 7Z 5G 6 triệu rưỡi nha. Oppo Reno 7 5G RAM 8 256 nha. Hôm nay mình giảm giá con này còn có 7 triệu 6 thôi. Máy đẹp. Oppo Reno 6Z 5G nha. Cái này hơi trầy, 4 triệu 350 nghìn. Máy đẹp bên mình đang bán với giá là 4 triệu 650 nghìn nha. Mình có hai màu cho mọi người lựa chọn luôn, đen và bạc. Oppo A94, cái này hơi trầy 3 triệu 8 nha, máy đẹp là 4 triệu A94. Realme 8 5G nha, con này thì máy mới rất là cao, máy cũ bên mình chỉ bán có giá là 4 triệu thôi, Realme 8 5G và Realme 8 4G là 3 triệu 3 triệu 850 nghìn nha, Realme 8 5G là 4 triệu, còn không có 5G là 3 triệu 850 nghìn. Mình có Realme 8 Pro nữa nha, Realme 8 Pro giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi. Vivo i53s nha. Con này hơi trầy. 3 triệu 550 nghìn. Vivo i53s. Vivo V20 nha. Máy 97. 3 triệu rưỡi. Vivo i21s nha. i21s này RAM 6GB. Giá bán của bên mình là 3 triệu 150 nghìn nha. Và mình có bảng RAM là 4GB. 2 triệu 950 nghìn thôi. Giảm giá cho mọi người tất cả cái dòng này nha. Con này là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha. Con này nó bị một cái chấm ở đầu kim này, rất là nhỏ luôn, nhìn không có thấy luôn nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu 850 nghìn nha. Note 20 Ultra 5G. Bán hàng nha, con này chip khá là mạnh, một sim. Xiaomi Redmi Note 10S 8128 máy đẹp 99 nha. 3 triệu 9 Note 10S. Oppo Reno 5 máy đẹp 98 4 triệu 3 nha. Vinmax Star 5 RAM 3GB 1 triệu 850 nghìn. Vivo Neo 5. Con này RAM 8128 và chạy chip Snapdragon là 870 nha. Giá bán là 5 triệu 650 nghìn nha. 5 triệu 650 nghìn thôi. Còn Black 4 này thì nó màn hình nó ám rất là nhẹ nha, máy chưa có tiếng Việt. Giá bán là 6 triệu 450 nghìn nha, Black 4 6 triệu 450 nghìn thôi, giảm giá cho mọi người luôn. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ bên mình nha. Anh em coi video rồi cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À.
mình chỉ báo giá thôi. Anh em nào có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết máy trước thì mình cứ inbox Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh ảnh chi tiết cho mọi người. Con này Samsung A32 hơi trầy, 3.450.000 nha. A32 3.450.000 thôi. Xiaomi Mi 11T 8128 máy đẹp 99, 6.200.000 nha. Poco F3 8256 máy đẹp 99, 6.450.000. Poco F3. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G RAM 12 bộ nhớ 256 máy đẹp 98 nha. 6.800.000 Note 10 LED 5G. Dạ, khá tốt luôn. Poco F3 6128 mình có màu xanh rất là đẹp nha. 6.100.000. Con F3 thì nó cấu hình rất là mạnh, nó chạy chip Snapdragon là tới 870 nha mọi người. iPhone 11 Pro Max 256GB. Con này thì pin còn 84 nha, giá bán là 13.700.000, máy thì còn đẹp keng. 11 Pro Max 13.700.000. Xiaomi Redmi Note 9 nha, con này RAM 4128, sườn nó có cắn dăm dăm nha, đây. Có cắn, giá thì rất là rẻ thôi, 2.300.000. Redmi Note 9 camera 48 chấm nha. Con này thì màn hình có Full HD. Samsung A73 5G 8128 bảo hành tháng 4 2023, máy thì keng như mới luôn nha. 7.800.000. iPhone nha, 12 256GB, pin thì còn 85, giá bán là 13.000.000. iPhone 12 màu trắng. iPhone 11 Pro Max 64GB, pin thì còn 92 nha, màu gold, máy đẹp, giá bán là 13.200.000 nha. 11 Pro Max. iPhone 12 64GB, pin 87, máy đẹp 98 nha, giá bán là 11.000.000 thôi. Hàng Việt Nam, iPhone 12. iPhone 12 Pro Max, con này thì bản 2 SIM vật lý nha, 128GB, pin thì còn 84, giá bán là 18.000.000. Samsung A32 máy đẹp nha, con này RAM 6128, ngoại hình tổng thể 98, 3.800.000. iPhone 11 Pro Max 128GB, pin 89, máy đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình cái này là 18.700.000. iPhone 13 nha, con này màu xanh đen, máy thì ngoại hình còn đẹp keng, 98-99%. Bản Mỹ nha, quốc tế Mỹ, nguyên zin, thế Mỹ. iPhone 13, giá bán của mình là 16.350.000 nha. iPhone 13 16.350.000. Poco F3 RAM 6128 6.250.000 nha, màu trắng, máy đẹp 98. Poco F3, máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha. Cái này là cây Realme 7 RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, máy tổng thể ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 3.000.000 nha. Realme 7 3.000.000. Samsung Note 20 Ultra 5G, máy đẹp keng, giá bán của bên mình là 11.750.000. Note 20 Ultra 5G một SIM nha, 11.750.000. Oppo Reno 4 Pro 8256 máy ngoại hình 97 nha. Giá chỉ có 4.250.000 nha. Reno 4 Pro, con này chạy chip Snapdragon là 8720 nha. Màn hình cong. Reno 4 Pro. iPhone 12 Pro Max 256GB 19.500.000 nha. Pin 85, máy đẹp 99. 12 Pro Max hàng Việt Nam. Con này là con Vivo Y55 RAM 8128 máy đẹp 99, 4.550.000. Y55 camera rất là khủng bố. 12 Pro Max 128GB pin 88 máy đẹp keng nha. 18.800.000.
12 Pro Max luôn nha, 128 GB pin 84. Giá bán là 18 triệu nha. Một Pro Max lock chưa fit sim, 9.350.000 nha. Anh em nào thích xài lock thì giá vừa nó rất là rẻ. Máy tính bảng nha, Samsung Galaxy Tab A 2017 nha, lưng nó hơi trầy hơi xấu, 1.450.000 thôi nha, 1450. Con này máy đẹp thì nó tới giá tới máy đẹp nó giá nó tới con này máy đẹp giá tới phải tầm 2 triệu nha mọi người. Máy tính bảng Lenovo Tab M10 LED nha, 3.950.000. Đây bát Gen 6 Wi-Fi 32 GB cộng 4G luôn nha, có 4G. Hôm nay mình bán với giá là 5.850.000 nha. Đây bát Gen 6 32 GB Wi-Fi với 4G nha. Đây bát Pro 9.7 inch, con này thì 32 GB Wi-Fi. Hôm nay giá bán của mình là 6 triệu, 6 triệu nha, mình xả mấy cái này. iPad Pro. iPad Gen 8 nha. Con này thì 128 GB phiên bản Wi-Fi nha. Giá bán của mình là 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi nha. Gen 8 128 GB Wi-Fi 7 triệu rưỡi. iPad Gen 5, con này Wi-Fi cộng 4G luôn nha, giá bán của bên mình là 4.850.000. iPad Gen 5 Wi-Fi với 4G. iPad Gen 6 Wi-Fi 4G 32 GB 5.850.000 nha. iPad Gen 6 hàng chính hãng nha, Wi-Fi 128 GB lần nha, con này tới 128 GB. Giá bán là 5.850.000 nha, Gen 6 128 GB. Hôm nay mình giảm giá tất cả các dòng iPad nha. iPad Gen 8 32 GB, giá bán của mình là 7.150.000, 7.150.000 nha, Gen 8. Máy đẹp Gen. iPad Gen 9 64 GB nha. Con này thì giá bán của mình là 7.850.000. 7.850.000 nha, Gen 9. Xiaomi Mi Bat 5 RAM 6128, giá bán của mình là 6.850.000. 6.850.000 nha, cho phiên bản 128 GB. Bản 256 GB, giá bán là 7.450.000. Mi Bat 5 nha. Xiaomi Mi 11 5G nha, con này hàng chính hãng, RAM 8256, máy đẹp 99 nha, 8.6 triệu. Mình có cái này hơi trầy nhẹ nha, 8.2 triệu. Mi 11 5G, hàng công ty hết nha. Xiaomi Mi 10 8128, giá bán của bên mình là cái này là 6 triệu nha, Mi 10 6 triệu thôi. Samsung M33 5G nha, giá bán của bên mình là 4.850.000, 4.850.000. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4/64 nha, 3.150.000. Con này là con Poco X3 6128 nha, 3350, máy trầy nhẹ, Poco X3. Xiaomi Redmi 9 RAM 4GB, lưng nó hơi trầy nha, 2.150.000, Redmi 9. Xiaomi Redmi K40 8128, con này chỉ sách tay, chưa có tiếng Việt nha, 5.800 nữa. Con này bản RAM 8 nha mọi người, bản RAM 8 là 6 triệu. Con này là con Vivo Neo 5 Lite, con này thì chạy chip Snapdragon là 870 nha, cấu hình khá là khỏe luôn, 5.750.000. Con này là con Poco F2 Pro 6128, máy đẹp 98 nha, 4.800.
S21 5G nha. Con này viền hơi trầy, 8 triệu. S21 5G. S21 nha. S21 Ultra 5G. Con này thì viền nó hơi trầy, 13 triệu 7 nha. S21 Ultra 5G. Con này là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha. Còn nó bị một cái chấm ở đầu kim này, rất là nhỏ luôn, nhìn không có thấy luôn nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu 850 nghìn nha. Note 20 Ultra 5G. Bán hàng nha, con này chip khá là mạnh, một sim. Xiaomi Redmi Note 10S 8128 máy đẹp 99 nha. 3 triệu 9 Note 10S. Oppo Reno 5 máy đẹp 98 4 triệu 3 nha. VinMax Star 5 RAM 3GB 1 triệu 850 nghìn. Vivo Neo 5. Con này RAM 8128 và chạy chip Snapdragon là 870 nha. Giá bán là 5 triệu 650 nghìn nha. 5 triệu 650 nghìn thôi. Còn Brexit 4 này thì nó màn hình nó ám rất là nhẹ nha, máy chưa có tiếng Việt. Giá bán là 6 triệu 450 nghìn nha. Brexit 4 6 triệu 450 nghìn thôi. Giảm giá cho mọi người luôn. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ bên mình nha. Anh em coi video rồi cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À.